Hán dịch, tam tạng Pháp Sư Huyền Trang Việt dịch, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu Mùa An Cư PL 2539-1995 11. Thức biến hiện thứ ba Như vậy đã nói thức năng biến thứ hai Thức năng biến thứ ba, tướng nó thế nào? Tụng nói Thức năng biến thứ ba Sai biệt có sáu thức Tánh tướng là biệt cảnh Thiện, bất thiện, vô ký luận rằng, tiếp theo thức tư lượng năng biến thứ hai, nên hiện rõ tướng của thức liễu cảnh năng biến. Thức này sai biệt tóm có sáu thứ, tùy theo sáu căn, sáu cảnh, chủng loại khác nhau, đó gọi là nhãn thức cho đến ý thức, tùy theo căn mà đặt tên. Căn đủ có năm nghĩa, đó là y căn, phát căn, thuộc căn, trợ căn, như căn. Tuy sáu thức đều nương mạc na ý mà sanh khởi, nhưng thức thứ sáu theo chỗ nương riêng của nó là mạc na ý mà đặt tên là ý thức ví như năm thức, không bị lỗi xen làm. Hoặc nó chỉ nương nơi ý cho nên gọi là ý thức. Đây là biện biệt sáu thức nương sáu căn mà đặt tên, còn tâm thứ tám, ý thứ bảy thì không theo lệ này. Hoặc gọi là sắc thức cho đến pháp thức, đó là theo cảnh đặt tên thuận với thức. Nghĩa là đối với sáu cảnh, liễu biệt gọi là thức. Năm thức là sắc thức, thanh thức vân vân, thì chỉ liễu biệt sắc cảnh, thanh cảnh vân vân, còn pháp thức thì liễu biệt khắp tất cả pháp, hoặc vì ý thức liễu biệt pháp, nên gọi là pháp thức. Cho nên tên gọi sáu thức, không bị lỗi xen lạm. Trước là theo căn mà đặt tên sáu thức, còn sau đây là theo cảnh mà đặt tên sáu thức, đều là dựa nơi năm sắc căn khi chưa được tự tại mà nói, nếu khi được tự tại thì các căn dùng chung lẫn nhau, một căn phát sanh thức duyên được tất cả cảnh, nhưng vẫn tùy theo căn mà gọi tên thì không có lỗi xen lạm. Luận Trang Nghiêm nói, năm căn của Đức Như Lai, mỗi căn đều duyên đủ năm cảnh. Đây là theo cảnh đồng loại, tánh cảnh, thô hiển, năm trần, mà nói, ý nói năm trần thô hiển cách ngại mà một căn phát thức còn duyên được cả, huống pháp trần vô hình mà không duyên được. Kinh Phật Địa nói, trí thành sở tác của Phật quyết trạch được tâm hành sai biệt của hữu tình để khởi lên ba nghiệp giáo hóa và bốn thứ ký đáp. Nếu năm căn của Phật không duyên cùng khắp thì không có khả năng ấy. Nhưng căn sở y và cảnh sở duyên của sáu chuyển thức thô hiển dễ thấy rõ, cho nên ở đây không nói. Trước đây theo nghĩa thuận tiện đã nói căng sở y, còn nghĩa của cảnh sở duyên khi gặp nghĩa thuận tiện sẽ nói. Câu tụng thứ hai nói tánh tướng là biệt cảnh, là hiển thị cả tự tánh và hành tướng của sáu thức. Sáu thức lấy sự liễu biệt cảnh làm tự tánh, cũng lại dùng sự liễu biệt cảnh làm hành tướng. Do đó câu tụng giải thích chung cả hai tên, vì nó liễu biệt cảnh nên gọi là thức. Như Khế Kinh nói, nhãn thức thế nào? Đó là thức nương nhãn căn liễu biệt các sắc nói rộng cho đến ý thức thế nào. Đó là thức nương nơi ý căn liễu biệt các pháp. Kinh kia chỉ nói chỗ nương riêng của sáu thức với kiến phần và cảnh sở duyên của nó, khi ở địa vị chưa chuyển y, còn khi ở địa vị đã chuyển y thì căn sở y và cảnh sở liễu của sáu thức chung thông như trước đã nói. Sáu chuyển thức này nhiếp thuộc về tánh nào? Nhiếp thuộc cả ba tánh là thiện, bất thiện và câu phi. Câu phi tức là vô ký, chẳng phải thiện và bất thiện. Khả năng làm cho thuận lẽ phải và có lợi ích đời này, đời sau thì gọi là thiện, còn là quả của nó ở cõi người, cõi trời, tuy thuận lẽ phải và có lợi ích đời này nhưng không phải lợi ích đời sau, nên không gọi là thiện. Khả năng làm trái lẽ phải và tổn hại đời này, đời sau thì gọi là bất thiện, còn khổ quả của nó ở cõi ác tuy trái lẽ phải và tổn hại đời này nhưng không phải tổn hại đời sau, nên không phải bất thiện. Lưng chừng ở vũ thiện, bất thiện, lợi ích và tổn hại không rõ ràng thì gọi là vô ký. Sáu chuyển thức này nếu tương ứng với 11 pháp như tính, tàm, quy vân vân thì nhiếp thuộc tánh thiện, nếu tương ứng với 10 pháp như vô tàm, vô quý vân vân là nhiếp thuộc về tánh bất thiện. Còn không tương ứng với cả hai thứ trên là nhiếp thuộc về tánh vô ký. Có ý kiến cho rằng ba tánh của sáu thức không khởi đồng khởi, vì sáu thức đồng chuyển hướng ra bên ngoài, ba tánh thường trái nhau, vì năm thức phải do ý thức đạo dẫn, đồng thời sanh khởi đồng duyên theo cảnh, mới thành thiện hoặc nhiễm. Nếu chấp nhận năm thức có đủ ba tánh cùng hiện hành, vậy thời lúc bấy giờ ngủ câu ý thức cũng phải thông cả ba tánh, bèn trái chánh lý. Cho nên quyết định ba tánh không cùng khởi một lần. Nhưng luận du già vân vân, nói, tạng thức một lúc cùng với các chuyển thức tương ưng cả ba tánh mà nhất thời khởi lên, nhất thời đây là dựa theo nghĩa thức trải qua nhiều niệm mà nói. Như nói, nhất tâm, không phải là nói chỉ trong một lần sanh diệt, nên không có lỗi trái nhau. Có ý kiến cho rằng sáu thức đều có đủ ba tánh, vì năm thức xuất nhĩ và đẳng lưu hoặc nhiều hoặc ít cùng khởi lên. Lại năm thức và ý thức tuy cùng sanh khởi, nhưng tánh thiện, ác không hẳn đồng nhau. Trên kia cật nạn nói, năm thức phải do ý thức đạo dẫn đến đây trở thành uổng công. Cho nên luận du già dạ nói như người nhập định, khi gặp duyên của tiếng khánh mà ra định, đó là nhị thức với thiện ý thức có định tương ưng cùng khởi lên, chứ không phải chỉ một mình ý thức tương ứng với định kia mà có thể tiếp nhận được tiếng khánh đó. Nếu không có nhĩ thức thì đối với âm thanh này một mình ý thức không lãnh thọ được, không thể xuất định cũng không phải khi tiếp nhận âm thanh là xuất định ngay. Sau khi lãnh thọ âm thanh rồi, nếu có hy vọng, sau đó mới xuất định. Khi ở trong định, nhĩ thức xuất nhĩ nghe âm thanh, đó chẳng phải thiện. Vì khi chưa chuyển y, dù tâm xuất nhĩ, tâm ấy chỉ là vô ký do đó chứng minh ngũ câu ý thức không nhất định là đồng tánh thiện với năm thức các chỗ khác chỉ nói ngũ câu ý thức cũng duyên năm cảnh như năm thức như không nói đồng nhau luận tạp tập nói trong địa vị đẳng dẫn định không có năm thức đó là y theo đa phần ở trong định mà nói nếu trong năm thức có ba tánh đồng khởi ý thức theo năm thức đó chuyên chú về cảnh nào thì ý thức cùng với năm thức đồng tánh đó còn không chuyên chú thì là tánh vô ký cho nên biết sáu chuyển thức có đủ ba tánh, như nhãn thức duyên tượng Phật là thiện, nhìn hoa mà tham là bất thiện tánh. Khi được địa vị tự tại thì nhiếp thuộc về tánh thiện, vì Phật sắc, tướng hảo công đức, Phật tâm, bốn trí, nhiếp về đạo đế, không có bất thiện, đã trừ sạch chủng tử hí luận, chẳng phải vô ký, 32. Sáu thức tương ưng với bao nhiêu tâm sở? Tụng rằng, đây tâm sở biến hành. Biệt cảnh, thiện, phiền não tùy phiền não, bất định. Đều tương ưng ba thọ. Luận rằng, sáu chuyển thức này chung cùng tương ưng với sáu vị tâm sở. Đó là năm biến hành, năm biệt cảnh, mười một thiện, sáu căn bản phiền não, hai mươi tùy phiền não, bốn bất định. Thường nương tâm khởi, tương ưng với tâm, hệ thuộc theo tâm, cho nên gọi là tâm sở. Như vật gì thuộc của ta, gọi là ngã sở. Tâm đối với cảnh sở duyên chỉ nhận lấy tướng chung, Tâm sở còn nhận lấy tướng riêng, giúp thành việc của tâm, nên được gọi là tâm sở. Như thầy trò thợ vẽ, thầy làm mô hình trò tô màu sắc. Cho nên luận du già nói, thức có khả năng liễu biệt tướng chung của sự vật. Các ý có khả năng liễu biệt các tướng, chưa liễu biệt đó của thức tâm vương, tức có nghĩa các tâm sở nhận biết tướng riêng. Xúc có khả năng liễu biệt các tướng khả ý vân vân, đó của thức tâm vương thọ có khả năng liễu biệt các tướng nhiếp thọ đó của thức tâm vương. Tướng có khả năng liễu biệt các tướng nhiếp thọ đó của thức tâm vương. Tưởng có khả năng liễu biệt tướng nhân của ngôn thuyết, ngôn thuyết nhân, đó của thức tâm vương. Tư có khả năng liễu biệt các tướng chánh nhân đó của thức tâm vương. Cho nên tác ý, xúc vân vân, gọi là tâm sở pháp. Chữ đó là biểu thị tâm sở cũng duyên tướng chung đó của tâm vương, chứ không phải chỉ duyên tướng riêng mà thôi chỗ khác lại nói, dục, cũng có khả năng liễu biệt tướng của các việc khả lạc của thức tâm vương. Thắng giải cũng có khả năng liễu biệt tướng của các việc đã quyết định của thức tâm vương. Niệm cũng có khả năng liễu biệt tướng của các việc đã tập quen của thức tâm vương. Định, tuệ cũng có khả năng liễu tướng của các việc đắc, thất của thức tâm vương. Do thế mới có thể đối với cảnh khởi lên các tâm sở thiện hoặc nhiễm, và đối với cảnh duyên cũng đều nhận biết được tướng riêng. Tuy các tâm sở có danh và nghĩa không khác, nhưng theo chủng loại sai biệt chia làm 6 vị, là biến hành có 5, biệt cảnh có 5, thiện có 11, phiền não có 6, tùy phiền não có 20, bất định có 4. Như vậy 6 vị cộng là 51 tâm sở. Trong tất cả tâm đều có, nên gọi là tâm sở biến hành.